Chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Công nghệ và cuộc sống phát sóng trên kênh NTV để cùng tìm hiểu, khám phá những thông tin đa dạng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý. Cùng cập nhật một số tin tức khoa học công nghệ nổi bật mới lạ như chế tạo máy giặt dùng hạt polymer làm sạch quần áo, ngón tay biết đọc sách, kính áp tròng phát hiện bệnh tiểu đường. Một câu chuyện công nghệ sẽ đưa quý khán giả ngược dòng thời gian tìm hiểu về lịch sử ra đời và các bước phát triển của máy tính xách tay. Và các chuyên gia giải đáp những câu hỏi trong việc mua và sử dụng laptop có hiệu quả. Cuối chương trình như thường lệ là mục tương tác dành cho khán giả. Bây giờ là nội dung chương trình. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa chính thức công bố việc thu nhận và xử lý thành công ảnh chụp từ vệ tinh viễn thám đầu tiên VNRedSat-1. Việt Nam đã trở thành một trong 5 nước khu vực Đông Nam Á tuyên bố sở hữu vệ tinh viễn thám cùng với Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia. Từ khi được đưa lên quỹ đạo, VNRedSat-1 đã chụp được gần 22.000 cảnh ảnh, trong đó gần 6.000 ảnh chụp lãnh thổ Việt Nam. Các bức ảnh viễn thám có tính năng kỹ thuật tương đương các ảnh viễn thám của các vệ tinh nhỏ trên thế giới và có khả năng thay thế một số loại ảnh viễn thám phân giải cao hiện bán trên thị trường. Theo đại diện của Cục Viễn thám, thời gian tới, dữ liệu thu nhận từ vệ tinh sẽ tiếp tục được ứng dụng trong giám sát tài nguyên môi trường. Các chuyên gia đánh giá, việc sử dụng trạm thu ảnh viễn thám do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý kết hợp với vệ tinh nhỏ do Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quản lý sẽ tiết kiệm được đáng kể nguồn ngân sách phát triển công nghệ vũ trụ và viễn thám. Nhà khoa học Stephen Buckinghall tại Đại học Leeds đang nghiên cứu phát triển máy giặt Xerox sử dụng lực cơ học của các hạt polymer có thiết kế đặc biệt để nới lỏng và loại các vết bẩn ra khỏi vải vóc. Thay vì sử dụng nước và các chất tẩy rửa trước đây, thế hệ máy giặt mới dùng các hạt polymer được thiết kế dưới các hình dạng đặc biệt nhằm loại bỏ bụi bẩn và dầu mỡ bám trên vải vóc. Các hạt polymer có thể tái sử dụng trong 100 lần giặt trước khi được tái chế, giúp giảm 47% lượng điện năng tiêu thụ, đồng thời giảm hơn 72% lượng nước sử dụng cách giặt thông thường. Máy giặt Xerox hiện đang được áp dụng cho một số các công ty giặt giũ chuyên nghiệp, câu lạc bộ thể thao và khách sạn. Theo dự kiến, thế hệ máy giặt trên sẽ được chính thức thương mại hóa rộng rãi cho người tiêu dùng trong 2 năm sắp tới. Thái tử Anh Charles và hoàng tử William vừa truyền thông điệp bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm bằng 5 thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Việt, trong đoạn video công bố gần đây. Đoạn video được công bố trước hội nghị về vấn đề buôn bán trái phép động vật hoang dã diễn ra ở thủ đô London trong tháng 2 vừa qua. Trong đoạn video, Thái tử Charles và hoàng tử William kêu gọi hãy đoàn kết vì động vật hoang dã bằng tiếng Ả Rập, Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt và tiếng Swahili. Gã khổng lồ tìm kiếm Google đã gây bất ngờ cho giới công nghệ với tuyên bố đang thử nghiệm một loại kính áp tròng có khả năng giúp người dùng chống lại căn bệnh tiểu đường. Chiếc kính áp tròng công nghệ cao của Google sẽ đo lượng đường gluco có trong nước mắt của người dùng mỗi lần một giây. Một bộ chip không dây và cảm biến gluco siêu nhỏ được đặt giữa hai lớp kính áp tròng. Ngoài ra, Google còn có ý định trang bị một chiếc đèn LED nhỏ để báo cho người dùng biết khi lượng gluco đã vượt quá hoặc xuống thấp hơn mức quy định. Các đối tác của hãng cũng sẽ được cung cấp mã nguồn để phát triển ứng dụng, phục vụ cho người dùng và bác sĩ theo dõi. Phòng thí nghiệm truyền thông của Viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ vừa tung ra một video clip về thiết bị có thể giúp người khiếm thị đọc sách dễ dàng hơn. Các chuyên gia của Viện Công nghệ Massachusetts đã giới thiệu thiết bị gọi là Finger Reader, tạm dịch là ngón tay đọc sách, một sản phẩm ra đời trong thời kỳ đầu của kỷ nguyên công nghệ mang theo. Người dùng gắn Finger Reader trên ngón tay và di chuyển nó trên những dòng chữ của trang giấy, máy sẽ tự động đọc nội dung của văn bản. Theo giới chuyên gia, thì thiết bị này là một trong những sản phẩm dựa trên khái niệm mới đang được Phòng Thí nghiệm Truyền thông của Viện Công nghệ Massachusetts triển khai trong những năm gần đây. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay máy tính xách tay hay còn gọi là laptop là thiết bị công nghệ thiết yếu đối với cuộc sống của con người. So với 30 năm về trước, công nghệ máy tính thực sự đã có những bước phát triển rất nhanh chóng. Từ một cỗ máy khổng lồ với kích thước tương đương một căn phòng, những chiếc máy tính ngày nay đã có thể thu gọn như một quyển sách mà bạn có thể mang đi bất kỳ đâu. Một câu chuyện công nghệ ngày hôm nay sẽ cho quý vị và các bạn ngược dòng thời gian để tìm hiểu về lịch sử ra đời cũng như sự phát triển của máy tính xách tay. Đầu những năm 1970, các nhà khoa học của Cerro đã đưa ra ý tưởng về một hệ thống máy tính di động với tên gọi Dynabook. Ý tưởng về Dynabook là chiếc máy tính một màn hình giống như những chiếc máy tính bảng hiện nay và có tuổi thọ pin gần như vĩnh cửu.
Thật không may, công nghệ trong những năm 1970 đã không đủ tiên tiến để thực hiện ý tưởng này và khái niệm Dynamook cũng biến mất từ đó. Năm 1981, chiếc laptop đầu tiên ra đời với hình dáng một chiếc vali lớn nặng hơn 9 kg với tên gọi Osborne One. Với kích thước cồng kềnh, màn hình rất nhỏ, khoảng 5 inch, không có pin cùng với mức giá khá cao, khoảng $1,795. Osborne One đã không tự cho mình cơ hội phát triển, mặc dù nó vẫn là cỗ máy tiên phong cho cuộc cách mạng laptop. Chiếc máy tính xách tay thực sự theo đúng nghĩa phải nói đến Compass Green, được giới thiệu vào năm 1982. Thiết kế vỏ sò đặc trưng với màn hình phẳng có thể gấp xuống trên bàn phím đã mang lại lợi thế phát triển cực kỳ lớn cho Compass Green. Tuy nhiên, với mức giá cực kỳ cao, không tương thích với các hệ thống IBM lúc bấy giờ đã hạn chế sức hấp dẫn của nó trong thị trường thương mại. Vào năm 1983, Compaq Portable là chiếc máy tính đầu tiên sử dụng hệ điều hành MS-DOS, tương thích với hầu hết các phần mềm của IBM, cho phép dễ dàng chuyển đổi dữ liệu với các hệ thống máy tính khác. Chiếc máy tính xách tay được bán chạy nhất phải kể đến là chiếc Keotronic Kyocera, lần đầu tiên được giới thiệu tại Nhật Bản, nhưng với doanh thu khá khiêm tốn. Nhận thấy được tiềm năng của nó, các kỹ sư máy tính Mỹ đã nhanh chóng tiếp cận, phát triển và tiếp thị nó ở thị trường Mỹ. Tại thời điểm đó, lực lượng hàng không Hoa Kỳ đưa ra bản hợp đồng 200.000 máy tính xách tay cho tất cả các nhà sản xuất laptop lúc bấy giờ. Một cuộc chạy đua đã thực sự diễn ra với tiêu chí mang tới những chiếc laptop nhẹ hơn, nhanh hơn và đáp ứng nhiều tác vụ hơn tới người dùng. Có lẽ sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử của laptop đó là việc phát hành hệ điều hành Microsoft Windows 95. Khi công nghệ đã phát triển từ năm 1995, sự phổ biến và tính khả thi của laptop đã tăng lên rất nhiều. Tuổi thọ pin được cải thiện, màn hình hiển thị ngày càng sắc nét, bộ vi xử lý mạnh, các chuẩn kết nối được đưa ra đáp ứng với nhu cầu làm việc mọi lúc mọi nơi của người sử dụng. Và ngày nay, laptop đã khác xa rất nhiều so với những chiếc máy tính xách tay cồng kềnh của những năm 1980. Đó là những chiếc Ultrabook Tablet với thân hình mảnh rẻ nhưng ẩn chứa sức mạnh đáng kinh ngạc. Và với sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ như hiện nay, hãy cùng chờ đón những siêu phẩm khác trong tương lai không xa. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Hà Phương đang có mặt tại Trung tâm Tin học của VNPT Nghệ An. Và ngày hôm nay, xoay quanh việc sử dụng máy tính xách tay, chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Hữu Đức, chuyên viên của Trung tâm Tin học VNPT Nghệ An. Xin chào anh, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Có một câu hỏi mà có rất nhiều quý khán giả luôn quan tâm trong việc sử dụng máy tính xách tay, đó là làm thế nào để tăng thời gian cũng như tuổi thọ của việc sử dụng pin máy tính xách tay. Anh có thể cho biết? Hiện nay các loại laptop phần lớn đều được trang bị pin lithium. Đây là một loại pin sử dụng công nghệ mới và có thời gian tích trữ điện lâu hơn so với pin nickel được sử dụng cách đây khoảng 10 năm trở về trước. Và cách sử dụng của hai loại pin này là cũng có nhiều điểm khác biệt. Vì vậy, hiện nay để sử dụng hiệu quả pin laptop thì chúng ta cần phải làm theo những chỉ dẫn và khuyến cáo từ các nhà sản xuất. Đó là cho dù không sử dụng thì pin cũng tự hao hụt và lão hóa. Vì vậy là chúng ta cũng không nên để pin trong tình trạng không sử dụng trong một thời gian là quá lâu, nên sạc khi là pin ở trong dung lượng ở trong khoảng từ 30 đến 70%. Đối với pin lithium thì nhiệt độ chính là kẻ thù và chúng ta không nên để laptop và pin ở gần các nguồn nhiệt, sẽ làm cho tuổi thọ của pin giảm đi rất là nhanh. Đối với pin lithium thì thường có kèm theo một con chip để ngắt sạc khi mà pin đầy 100%. Và chỉ sạc lại khi mà pin dung lượng pin xuống dưới 92%. Và do đó là chúng ta có thể là cắm nguồn điện vào máy tính laptop trong một thời gian dài mà không cần phải lo lắng về vấn đề no pin. Tuy nhiên là các nhà sản xuất cũng khuyến cáo là chúng ta thỉnh thoảng cũng là nên đó là xả pin, cũng không nên để chạy các phần mềm ứng dụng nặng quá trong một thời gian liên tục. Và cuối cùng thì là tất cả các nhà sản xuất đều khuyến cáo là nên dùng pin chính hãng thì sẽ đảm bảo tuổi thọ của thiết bị và cũng như là an toàn sức khỏe cho người sử dụng. Có một vị khán giả yêu thích công nghệ ở địa chỉ phường Hưng Bình, thành phố Vinh đã gửi câu hỏi đến cho chương trình. Em là sinh viên theo học ngành kiến trúc và cũng có nhiều đam mê và niềm yêu thích về việc thiết kế đồ họa. Vậy chuyên gia có thể tư vấn cho em lựa chọn một chiếc máy tính xách tay phù hợp với việc học tập cũng như thực hành?
bạn là sinh viên kiến trúc, vì vậy là các phần mềm kiến trúc là sẽ có nhu cầu sử dụng các chip có khả năng tính toán cao và các chip đồ họa có khả năng xử lý đồ họa lớn. Thì đối với nhu cầu như vậy thì chúng ta nên là lựa chọn những loại laptop mà có hiệu năng tốt và có khả năng xử lý đồ họa mạnh, tức là những loại máy tính mà có tốc độ xử lý, có bộ nhớ RAM và có các đồ họa, cũng như là có màn hình có độ kích thước nó lớn và độ phân giải cao, tốt nhất là Full HD. Thì trên thị trường hiện nay thì là các hãng sản xuất cũng đã đưa ra nhiều dòng sản phẩm có tính năng đáp ứng đủ các nhu cầu như thế. Bạn có thể tham khảo ví dụ như là dòng máy tính HP Elite Books hay là HP Workstation, hoặc là các dòng máy tính của Dell như là Dell Latitude, Dell Precision, hoặc là Lenovo ThinkPad, hoặc là bạn cũng có thể tham khảo thêm là các dòng máy tính dành cho game thủ, ví dụ như là Dell Alienware. Thì các loại máy tính này sẽ được trang bị chip đời mới nhất và mạnh nhất như là Core i5, i7 và RAM dung lượng rất là lớn từ khoảng 8 đến 16 GB, cũng như là các đồ họa chuyên dùng dành cho đồ họa như là chip Quadro và có màn hình có độ sáng và độ phân giải rất là lớn. Thưa quý vị, tạp chí Công nghệ và Cuộc sống trở lại với những thông tin thú vị trong mục tương tác dành cho khán giả. Ở kỳ trước câu hỏi của chương trình, theo bạn máy ảnh kỹ thuật số được chia làm bao nhiêu loại và đáp án đúng là đáp án A, chia làm 2 loại. Và vị khán giả may mắn đã trúng thưởng cho câu hỏi kỳ trước là chị Lê Thị Mai ở xóm 1, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Câu hỏi của kỳ này như sau. Theo bạn, chiếc máy tính xách tay đầu tiên ra đời vào năm nào? A. Năm 1980. B. Năm 1981. Quý vị hãy soạn tin nhắn theo cú pháp CNCS cách X cách Y, trong đó CNCS là mã của chương trình, X là đáp án đúng, Y là số người có cùng đáp án và gửi đến tổng đài 8188. Một vị khán giả may mắn có câu trả lời đúng và lựa chọn số người có cùng đáp án gần đúng nhất sẽ nhận được một phần quà của nhà tài trợ VNPT Nghệ An trị giá 1 triệu đồng. Chúc quý vị và các bạn may mắn. Và những thông tin thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Công nghệ và Cuộc sống NTV ngày hôm nay. Xin được cảm ơn VNPT Nghệ An đã phối hợp thực hiện chương trình này. Mọi tư từ thắc mắc đóng góp cho chương trình hoặc những câu hỏi về lĩnh vực khoa học công nghệ, quý vị và các bạn có thể gửi về địa chỉ chương trình Công nghệ và Cuộc sống NTV, phòng biên tập thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc qua địa chỉ email congnghiepvacuocsongntv@gmail.com. Quý vị cũng đừng quên truy cập vào địa chỉ Facebook Công nghệ và Cuộc sống NTV hay gọi điện thoại đến đường dây nóng 0383 999 686. Và để xem lại những chương trình đã phát sóng, quý vị và các bạn hãy truy cập vào địa chỉ website truyenhinhnghean.vn. Còn bây giờ, Hà Phương xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.